các bạn thấy khung cảnh Hà Nội vào chiều thu nó như thế nào? Nó khá đẹp đúng không? Nhất là chỗ Hồ Tây này, khung cảnh rất là thơ mộng. Các bạn. Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hồ Tây. Thì bây giờ mới chọn được cái vị trí nó cũng đẹp. Thì hôm nay là một ngày khá đặc biệt với mình. Thì mình quay cái video này là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua. Thì kênh của mình hiện tại đã được bật kiếm tiền sau 3 tháng. Sau 3 tháng gửi đơn này các bạn. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một vài thứ. Đây mình quay khung cảnh ngoài đã nhé. Hiện tại là chỗ đường nào nhá, đường chỗ Hồ Sen nhá. Đấy các bạn thấy này. Đấy. Đẹp không các bạn? Mọi người đi lại đây rất là đông. Đấy. Đấy. Trời khá là nóng nhưng mà thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ nha các bạn. Đấy. Khá là đông cho nên là việc chọn địa điểm của mình hơi khó vì nhiều người sợ là mình sợ đông quá ồn ào. Đây, mình có chuẩn bị hai lon coca đây này. Hôm nay mình chỉ đi một mình. Đấy, mình chuẩn bị một số như gà rán này. Đấy. Mình mua 4 cái đùi. Đấy. Đây nha các bạn. Đấy. Mình mua 4 cái đùi không biết mình có ăn hết hay không. Đây nha các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy nước chấm ra và ăn nha các bạn. Mình để máy quay đó. Không biết để thế nào do cảnh nó đẹp nhỉ. Để xa thì mình sợ không nghe được. Hôm nay mình không mang cái tai nghe kia. Để thế nào nhá. Hướng này à? Hướng này hình như không đẹp nhỉ. Hướng này khó bỏ quá. Thế này có vẻ thấy hơn nhưng mà khó để đấy. Đấy. Hơi xa nhỉ. Hơi xa nhỉ, khó thấy nhỉ. Không biết có nghe gì không nhỉ. Đây là tương ớt nha các bạn. Khó thấy nhỉ. Đấy các bạn ạ, mình thử để tất cả các kiểu rồi. Chỉ có kiểu này thì vừa nghe được tiếng vừa nhưng mà khó nhìn thức ăn nhỉ. Rồi mình xin giới thiệu luôn là kênh của mình thì hiện tại đã được bật kiếm tiền. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình.
Thì hôm nay mình làm một cái clip nhỏ gọi là chúc mừng kênh của mình. Đấy, thì mình có mua ít đùi gà ra chỗ Hồ Tây ngồi vừa ngắm cảnh vừa ăn nhé các bạn. Đây, rất cay các bạn. Bỏ rau chấm nhé. Đùi gà nhiều nhé các bạn. Mình mua nhiều, mình mua hai người mà bạn kia không đi. Bóc nước còn nữa các bạn. Đấy. Mình mời các bạn nhá. Thì mình vừa ăn mình vừa nói chuyện với các bạn luôn nhé. Thì cái kênh của mình thì mình đã làm được tầm bao nhiêu tháng nhỉ? Mình làm từ ngày 14 tháng 2. Thì cái dự định của mình là vẫn là cái nội dung của mình là tinh trùng nước Nhật. Thì từ khi bắt đầu làm kênh thì mình nói chung là cái ý tưởng của mình rất là ít. Cho nên là chưa làm, với lại chưa dám làm cái nội dung về nước Nhật. Thì từ khi mà mình đỗ phỏng vấn của công ty Nhật Bản thì bắt đầu mình mới dám đăng clip. Nên trước đấy thì mình có làm nhiều clip về Nhật Bản nhưng mình không dám đăng vì mình sợ mọi người biết đấy. Thì một phần nào đấy mình không dám đăng. Thì đến khi mình tháng 5 mình đỗ phỏng vấn thì bắt đầu từ đấy là mình chuyên up clip về nước Nhật hơn. Thì mình cũng nói nội dung của mình luôn là cái hành trình, quá trình của mình chinh phục nước Nhật. Chứ mình không hề khoe khoang hay gì cả. Thì để sau này mình có thể nhìn lại, mình có thể chia sẻ cho mọi người, mình có thể nhìn lại những quá trình mà mình làm được hay không làm được. Thì cái chỉ có trong tương lai mình biết, đúng không? Thì những gì mình làm được thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Thịt ngon nhá. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái kênh của mình đạt điều kiện là vào hồi cuối tháng 6 ấy. Cuối tháng 6 thì mình bắt đầu gửi cái đơn. Gửi đơn đến mãi tận tận đầu tháng 9. Thì khá lâu, mình thấy thời gian nó đợi khá lâu. Thì mình xem thông tin tất cả trên mạng ấy. Những kênh mạng thì người ta chia sẻ là đổi ga, tức là đổi cái hình thức địa chỉ liên kết thanh toán tiền của kênh YouTube là mình đổi sang bên Nhật. Thì anh trai của mình là bên Nhật cho nên là cái việc tạo cái liên kết kia thì nó cũng khá đơn giản. Cho nên là chỉ sau 3 ngày thay đổi liên kết AdSense thì kênh của mình đã được bật kiếm tiền. Đấy, mình chia sẻ với các bạn thế. Thì dạo gần đây thì có một số bạn kiểu bên Nhật ấy, hay là một số bạn kiểu đang kiểu đã có kinh nghiệm trong, đã trải qua về cái việc đi Nhật, thì mình cũng chia sẻ thật lòng của mình. Thì quá trình của mình như thế nào thì mình chia sẻ như thế đấy, chứ mình không hề khoe khoang hay là gì cả, vì mình cũng không phải là tài giỏi gì cả, đúng không các bạn? Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua. Về cái việc làm clip thì không thể tránh khỏi những cái ý kiến trái chiều giữa hai phía đấy. Thì có người thì thấy không thích, có người thấy thích,
có người thì ủng hộ, có người thì nói chung là góp ý thôi. Đấy. Thì mình thấy thế nào thì mình chia sẻ từ đấy đúng không? Đấy thì mình cũng cảm ơn những cái đóng góp của những cái bạn, những cái người anh đi trước. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm và mình cái gì cần thì mình sẽ chia sẻ. Đấy. Nhưng mà nói chung là gà ngon các bạn. Quên nước. Nói chung là cái phong cảnh ở đây nó đẹp quá các bạn. Tí mình sẽ quay cho các bạn hết bơi này, hồ Tây bơi này. Còn các bạn mời các bạn nhé. Thì cái kênh YouTube của mình là chung quy là như thế. Thì mình kể cả từ bây giờ đến sau này mình vẫn làm cái hướng quá trình chinh phục nước Nhật của mình. Kể từ chinh phục không phải là mỗi sang bên Nhật, mà chinh phục mình thì chinh phục cả tiếng này, ngôn ngữ này, văn hóa này, và hòa nhập với cái văn hóa và thiên nhiên của văn hóa bên Nhật. Nếu mà có cơ hội được sang bên Nhật thì mình cũng sẽ làm về clip về văn hóa Nhật, ẩm thực hay là phong cảnh Nhật, hay là trong quá trình làm việc. Đấy, chia sẻ những cái gì trong quá trình làm việc. Thì mong tất cả các bạn ủng hộ mình. Gà ngon các bạn. Cảnh là đẹp. Các bạn nhá. Ngon các bạn ạ. Đùi gà nó to quá. Ăn mãi không hết một cái. Kiểu như hai người thì nó vui hơn. Thì mình cũng dạo giờ cũng sẽ hay xem cái clip về cái văn hóa và cái ẩm thực những cái người mà người anh đi trước sang bên Nhật ấy, chia sẻ những cái thông tin hay những cái nội dung thế nào, thì mình cũng là giờ mình hay xem ấy, để sau này mình có thể tiếp thu và có thể làm ra những cái clip hay để cho các bạn có thể xem được. Đấy. Nói chung là đi làm đâu cũng thế đúng không các bạn, chỗ nào cũng khổ như nhau cả thôi, cũng vì đồng tiền thôi. Nhưng mà cho dù đi đâu nhưng mà cố gắng hết sức thì ok đúng không các bạn? Thì các bạn thấy khung cảnh Hà Nội vào chiều thu nó như thế nào? Nó khá đẹp đúng không? Nhất là chỗ Hồ Tây này, khung cảnh rất là thơ mộng. Đấy các bạn. Thì cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ và cũng muốn cảm ơn các bạn cái thời gian qua đã ủng hộ mình. Thì đã ủng hộ mình để tạo cho mình cái động lực để mình có thể ra clip. Đấy. Thì mình rất cảm ơn các bạn. Thì mong sau này các bạn cũng luôn ủng hộ mình trong như cái thời gian vừa qua và có thể hơn nữa. Thì có những cái đóng góp gì các bạn có thể comment ở phía dưới video này. Thì mình sẽ lắng nghe những tất cả những cái gì các bạn đã đóng góp cho mình. Thì đâu cũng có mặt tốt và mặt xấu, mà mình biết tiếp thu và biết tiếp nhận thì mình sẽ tốt hơn. Thì có cái ý tưởng nào cho video tiếp theo hay là những video nào về Nhật thì mong các bạn có thể comment đóng góp ý kiến. Thì chào các bạn và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.